Nhưng mà đặc biệt là hủ tiếu Sa Đéc này chỉ có Biên Hòa là tụi anh có đó. Đặc biệt là nước sốt. Cái đó là gia truyền của nhà. Đây mà hết nước sốt là dọn rồi, nghỉ à. Anh là chủ thiên về xương ống nhiều, ngọt, xương, đồ thịt thà, đồ là coi như đồ tươi à. Anh không có lạm dụng đồ niêm. Khách này mê lắm. Em thấy đi hết Biên Hòa hiếm ai xài tấp mỡ, không có tính tiền. Trời ơi, khách anh hả, Việt Kiều đồ đi nhiều đứa mà nó chưa có chồng, nó đi học rồi sao nó có chồng, có con, nó quay về nó ăn mà. Này là anh bán trên 25 năm rồi. Anh là tên Phương, bán được 25 năm. Món này là cái gia truyền của bên ở dưới Sa Đéc của bên vợ. Ở dưới đó là tên là Văn Vĩ, quán tiếu Văn Vĩ. Bán này cũng 7-80 năm dưới rồi. Anh lấy vợ, anh ngồi đây nhưng mà anh lấy vợ thì vợ anh ở dưới Sa Đéc. Rồi lên đây đầu anh chế tác là anh làm, lấy cái hương vị đó tăng cường lên. Hiện giờ là 98/1D, đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa. Mình có mì, hủ tiếu, bún gạo, rồi chỉ có hủ tiếu nước hoặc hủ tiếu khô thôi. Giá của anh hiện bây giờ là tô bình thường là 60. Còn nếu mà đề nghị đặc biệt thì 80. Còn xương ống mà đề nghị luôn thì 80. Đó là có nè, gan, tim, phèo, thịt, rồi cực. Còn xương ống thì đề nghị riêng. Trứng cút, hủ tiếu khô là ăn bằng dĩa đó, chan nước sốt vô. Còn hủ tiếu nước thì bình thường như người ta tô nước thôi. Nước sốt hả? Thì cái đó là gia truyền của nhà, cái đó là không nói được. Thì mỗi người mà nhiều khi cái đó là cái khẩu vị mỗi người. Nhưng mà ở đây mà hết nước sốt là dọn rồi, nghỉ à. Tự vô là cái hủ tiếu nước thì ai cũng có. Còn hủ tiếu khô của anh mà không có là coi như là hết, là coi như dọn. Đặc biệt là nước sốt. Tự cái đó cái gia truyền của bên ba vợ anh mà. Ba vợ anh là nếu còn sống là cũng cả 100 tuổi. Hơn 100 tuổi rồi đó. Cái cọng hủ tiếu dưới là khác à. Cọng hủ tiếu dưới là nó dốt. Còn đây là mình phải lấy cái hủ tiếu khô để bó về để mình bán tới đâu mình ngâm tới đó. Chứ đúng cái cọng hủ tiếu ở dưới Sa Đéc là hủ tiếu nó dốt. Để là được có 2 ngày thôi, còn để hơn nữa là nó móc. Cái sợ này mình thì nó bó, nó khô mà nó sấy khô rồi mình để bao nhiêu cũng được. Mình ngâm nhiều, mình bán nhiều. Nhưng mà mình lấy cái loại ngon về. Nói chung là ăn liền á thì nó không dính. Còn nếu mà mình mua đem về thì nó phải dính rồi. Tự nó cũng phải có phụ gia trong đó mà. Còn cái cọng hủ tiếu dưới Sa Đéc em trụng xong em ngâm, em đem về nhà em ăn không có dính. Nó dặn bở bung ra. Còn này về nó sẽ dính, ăn thua mình biết cách thì mình làm cho nó bung ra. Thường thường là khách là ăn khô nhiều. Bây giờ cái nồi nước lèo anh ngày thường là nhỏ, anh có mấy cái nồi lớn đang hợp lại. Còn nồi này chung, còn nồi lớn nữa. Cái đó anh dành cho như ngày thứ bảy, chủ nhật, đầu đông anh mới xài hết. Anh là chủ thiên về xương ống nhiều, thịt thà đổ trong đó. Chứ mà kiểu không có đồ niêm ít lắm. Bởi vì anh không có lạm dụng đồ niêm. Mình lạm dụng đồ niêm mà ăn không có tốt. Nên chủ yếu là ngọt, xương, đồ thịt thà, đồ là coi như đồ tươi à. Anh làm trong đó hết. Tấp mỡ rồi tỏi phi. Coi như nhà anh làm hết á. Anh làm hết rồi anh lấy cái nước mỡ đó anh thắng tỏi. Khách này mê lắm chứ. Em thấy đi hết Biên Hòa hiếm ai xài tấp mỡ. Thì nó cũng mắc. Ngang ngửa với thịt mà. Nhiều khi mắc hơn nữa, nó tốt lại còn xíu. Không có tính tiền. Chỉ có đó thì ví dụ người ta mình có thì mình cho. Còn bây giờ nó hết rồi thôi chứ. Đặc trưng nó là cái gì á. Cái em thấy cái vợt anh cũng khác, phải vợt bằng cây nè anh mới xài. Chứ giờ ba cái vợt kia đâu có được. Nó ấy là mình phải ràng lại để em xài. Kiếm cái vợt cây này anh phải sắm lần mấy chục cây để dành. Nhưng mà thật ra một cây anh xài tới mấy năm lần, 5-7 năm. Anh giữ kỹ lắm. Anh còn cái giá như hôm xưa nữa mà anh bỏ trên kia. Mình lấy cái mối người ta là xưa giờ của hàng công ty. Nó là trên là mình lấy từ hồi đó giờ là nay 25 năm từ hồi mình bán tới giờ luôn. Coi như nó nghỉ, dịch nó nghỉ là mình nghỉ, nó bị cách ly là mình cũng phải nghỉ. Không có dám lấy ở ngoài. Coi như mình không dám mua chỗ khác. 4 giờ sáng là anh ra là coi như là có rồi đó.
4 giờ rưỡi sáng là anh có rồi, anh bán tới giờ này luôn. Anh bán là từ 4 giờ tới bây giờ là nói chung là hết khách là anh nghỉ khoảng 11 giờ. Còn nếu mà thứ bảy chủ nhật mà có khách nữa thì bán có thể tới 12 giờ, kéo dài hơn chút. Nhưng mà mình chiên vài buổi sáng rồi, mấy mốt mình sau này mình có bán buổi chiều nữa, mình phải kéo khách buổi chiều. Bây giờ mình bán mấy chục năm nay nó buổi sáng không à. Trời ơi, khách anh hả, Việt Kiều đồ đi nhiều nhiều đứa mà nó chưa có chồng, nó đi học rồi sao nó có chồng có con nó quay về nó ăn mà. Hồi xưa là anh bán ở trên Ngã Ba Thành đó, 15 năm cho nó là coi như nó quay về nó ăn rồi. Khách Sài Gòn được xuống đông lắm, mà hiện bây giờ thì ở đây mới bán được chừng 7 năm. Ở đây mới giờ đây 7 năm. Nhưng mà đặc biệt là hủ tiếu Sa Đéc này chỉ có Biên Hòa là tụi anh có đó. Còn nếu mà có cơ sở 2 thì anh ghi là cơ sở 2. Còn nếu mà có thêm một cái hủ tiếu Sa Đéc là cái đó là người ta lấy giả hay là gì, chứ mà đặc biệt chỉ có tụi anh thôi là hủ tiếu Sa Đéc. Nhưng mà cứ em thấy các bạn hủ tiếu Sa Đéc mà thấy vợ chồng anh mới đúng của nó, còn không có vợ chồng anh là không phải, không có bà con gì trên đây mở hết. Chợ con mình anh theo nghề này á, với thằng con nó đang đi học đại học mà mấy tụi nó thấy đồ ăn nghề hàng ăn này giờ nó ngán rồi, cực lắm. Đó làm em biết ướt áo, ướt đi ướt lại mấy lần, kêu đeo tập về mà lỡ không giặt tập về nó còn dơ thêm, thiệt mà. Có gì đó, tập về là người ta nói là lịch sự vậy chứ thật ra mà lỡ mà chùi vô vậy nó còn dơ hơn nữa. Hồi xưa nói chung anh cũng mê cái nghề ăn uống nè, hồi nhỏ nó đâu có nằm trong tiềm thức với nhà anh đi làm nhà nước không mà. Rồi cái tự nhiên duyên nó tới thôi, cái nghề tự nó chọn mình. Rồi về mình ăn thử, mình test thử rồi bắt đầu mình ra, kêu vợ nấu test thử rồi ra mở bán. Trong thời quá trình mình buôn bán rồi mình lấy kinh nghiệm từ những cái chỗ khác rồi mình về mình chế tác lên thêm cho nó hấp dẫn lên. Buôn bán này mình được chỉ cần 70 hoặc 80% thôi, chứ kiểu như là cũng phải có trái chiều. Mình làm gì nó cũng phải có cái mặt trái chiều hết. Chứ đâu có chọn hết được 100% khách được. Có người thì người ta khó ăn, có người người ta dễ ăn, người ta khen ngon. Nói chung buôn bán giờ cũng như mình đi ăn vậy đó. Mình đâu có kiểu như mà bắt người ta phải khen hủ tiếu mình ngon được. Tụi em thích á thì thấy nó ngon, còn tụi em không thích thì coi như là thấy nó bình thường. Ăn hàng ngày mà chính anh ăn 25 năm nay hiếm nào ăn đồ ngoài đường. Hồi sáng thì cũng mới ăn nữa nè, ăn đó nó không ngán nên mình ăn được. Thì thí dụ của mình thì mình không có nấu nhiều, mình nấu ít thôi, chứ mình nếu mà mình ngày nào mình cũng ăn nhiều á sao mình ăn nổi. Ăn ít vậy, ăn lót dạ để có sức rồi bán thôi. Có điều kiện thì mình ăn thêm bánh cuốn hay bánh ướt gì ngoài đường ăn vậy, chứ hôm qua mai cũng ăn hủ tiếu. Hồi xưa có những cái người làm cho anh đó, bây giờ nói anh cho tiền đi ăn cái món khác, không là con ăn hủ tiếu rồi. Nó bán 5 năm nó ăn đủ 5 năm không ăn cái khác. Và bữa nào mình thấy mình mua đồ về nó cũng không ăn nữa, thôi con ăn hủ tiếu rồi.